Xin chào tất cả các bạn, kỳ thi năng lực tiếng Nhật kỳ tháng 7 sắp bắt đầu rồi đúng không nào? Và trong video clip ngày hôm nay thì mình muốn cùng với tất cả các bạn ôn tập lại, tổng hợp lại tất cả những mẫu câu ngữ pháp rất 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 là quen thuộc của N3 à, Mong rằng là cái video clip tổng hợp ngữ pháp N3 này sẽ giúp được những bạn à, đang chuẩn bị cho kỳ thi GLPT tháng 7 sắp tới Mình cũng mong là thông qua video clip này thì các bạn có thể tổng hợp lại phần ngữ pháp mình đã học để lấy đó làm tiền đề để học lên N2 nhá Hãy! Ok! à mọi người có thể theo dõi lên trên này chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào cái bảng tổng hợp ngữ pháp của mình à ở đây thì mình có chia ra làm những cái câu rất là đơn giản thôi à phần đầu tiên là phần ngữ pháp ở bên này và tiếp theo là phần ý nghĩa sau đó sẽ là một ví dụ điển hình của mẫu câu ngữ pháp đó ok à về mà sắp xếp các mẫu câu ngữ pháp thì các bạn có thể nhìn thấy đó là mình sẽ sắp xếp các mẫu câu ngữ pháp này theo những cái phần nó có những cái cách kết hợp tương đồng hoặc ví dụ như ở đây đúng không? Đó là những cái dạng kết hợp mà những cái mẫu câu mà đi với cái dạng kết hợp động từ bỏ với, bỏ sự đi, đúng không? Tiếp theo ở phần sau nữa thì có thể là những cái dạng mẫu câu mà nó có những cái nét nghĩa, nét ý nghĩa tương đồng nữa. À, thì khi mà gặp những mẫu câu ngữ pháp đó thì mình cũng sẽ phân biệt lại một chút, phân biệt qua một chút để cho các bạn nhớ lại cái cách sử dụng của những mẫu câu đấy nhé. Hay, yeah, satsuki macho. Ok, mẫu câu đầu tiên nhé. Động từ bỏ mát sự đi cộng với Hajimeru Đúng nha, Hajimeru à, Ý nghĩa của nó thì là bắt đầu làm một hành động V gì đó Được chưa? Bắt đầu làm một hành động v gì đó mà cần có thời gian Đúng không nào Chúng ta cùng nhau nhìn ví dụ này Nhi nêm mai nhị, Nihongo benkyoshi hajimemashita À gì nhở Tôi đã bắt đầu học tiếng Nhật Vào 2 năm trước Ok chưa? Rồi, các bạn đã hình dung lại được mỗi câu này chưa nhỉ Rồi chúng ta đến mẫu câu số 2 nhé Động từ vẫn là bỏ mát sự đi đúng không? Cộng với oa được Hajime được là bắt đầu một hành động Thì oa được sẽ là kết thúc một hành động gì đó Làm xong Được chưa? Làm xong hay là kết thúc một hành động gì đó nhá Tabe tara Đơn giản đúng không? Sau khi mà ăn xong thì À hãy dọn dẹp đi nhé Ok chưa? Rồi tiếp theo Chúng ta nhìn sang mẫu câu số 3 này vẫn là dạng động từ bỏ mát sự đi cộng với gì đấy suzuke được đúng không nào suzuke được mẫu này sẽ là cái việc duy trì hay là tiếp tục một cái hành động nào đó sẽ là một cái hành động mà nó kéo dài trong một khoảng thời gian dài hoặc là những cái hành động mà lặp đi lặp lại nhiều lần mọi người nhá có thể dịch là tiếp tục hay là suốt dịch làm sao nó phù hợp với văn cảnh của từng từng câu là được mọi người nhá rồi ví dụ như sau kino asamade nomi tsuzukemashita Hôm qua thì tôi đã uống suốt đúng không? Hay là uống liên tục cho đến tận tận sáng mới thôi Đúng chưa? Cái hành động uống đúng không? Nó được kéo dài liên tục Từ đêm chẳng hạn hay từ một lúc nào đó Cho đến tận tận sáng Được chưa nhỉ? Rồi nhá Tiếp theo Một câu thứ tư À động tư bỏ mát sự đi cộng với đa sự Đa, đa sự đúng không? Nó là một câu này, dịch nào bắt đầu hay là một hành động gì đó xảy ra một cách bất ngờ, đột nhiên một cách bất thình lình đúng không? À, ví dụ của chúng ta có này, aka chẳng ra kyu à đứa bé đúng không? một em bé nào đó thì đột nhiên làm ra nhỉ? òa wow, khóc, bật khóc, đúng chưa? ok nhá. rồi tiếp theo à, mở câu số 5 này vẫn là dạng động từ bỏ sự khá là nhiều đúng không? động từ bỏ sự đi cộng với ki đự, uhm, hay là còn có kirenai, kiranai có những dạng đó nữa mọi người nhá. Ở đây mình có À, đầu tiên là về, về cái phần ý nghĩa của nó là Cố gắng nỗ lực làm hết làm xong một cái hành động về gì đó nhá Cố gắng nỗ lực làm xong làm hết hành động về gì đó Ở đây mình có lấy hai ví dụ về ký đựng và kirenai để mọi người hình dung ra dễ này Nagai shosetsu à, Futsuka kan de yomi kitta À, chứ Tức là à, tôi đã đọc hết đúng không? Đọc hết cái gì đấy Đọc hết một cái cuốn tiểu thuyết rất là dài Trong vòng chỉ có hai ngày được chưa? Con ở ví dụ số 2 chúng ta có ご飯が多くて食べきれないよ. Thì nhờ cái lượng cơm đúng không? Cái số lượng cơm ấy, ừ, cái lượng cơm thì nhiều, vì nó nhiều quá thế nên là không thể nào mà ăn hết được đâu. Được cơm nhiều thế này thì từ không thể nào mà ăn hết được đâu. Được chưa? Cái này là đọc hết, cái này là không thể ăn hết. Mọi người hình dung không nhỉ? Rồi nhá. Rất là dễ đúng không? Đều là những mẫu câu rất là quen thuộc, cũng rất là dễ luôn. Tiếp theo là mẫu câu số 6 Động từ bỏ mắt sự đi cộng với Kake Đúng không? Kake có kakete, kakeno Vân vân à, Nói về một cái hành động gì đó Vẫn còn đang làm dở dang Chưa hoàn thành xong Đúng nhỉ? Chúng ta có một ví dụ ở đây này Kare no koto ga suki da to I kakete yameta à, Đây là gì nhỉ? À, đang nói giờ Cái câu rằng là gì nhỉ? À, mình thích cậu ấy Thì lại lại dừng lại hay là cái dạng kake no thì chúng ta có thể hình dung ra cái à, cái bánh mì đang ăn dở chẳng hạn sẽ là tabe kake no pang hay là nomi kake no kohi thì mọi người có thể hình dung ra những cái, cái 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 dạng như vậy nhá rồi chúng ta sẽ bước tiếp sang Một câu số 7 vẫn là động từ bảo mát sự đi cộng với Gimi mọi người nhớ đọc cái này là gimi nhá là cảm thấy hơi thế nào đó cảm thấy hơi thế nào đó đúng không zangyo de tsukare gimi da À, cảm thấy hơi mệt vì gì đấy? Vì là cứ liên tục tăng ca làm thêm nhá Cảm thấy hơi mệt Ok chưa? Rồi tiếp theo, câu số 8 À, mẫu câu số 8 nhá Vẫn là động từ bỏ mát sự Vẫn chưa kết thúc dãy động từ bỏ mát sự đúng không? Cộng với ipanashi ipanashi À, rồi à, Khi mà nhắc đến mẫu câu này thì chúng ta sẽ có thể Hình dung lại một mẫu câu chúng ta đã rất là quen thuộc ở nửa 4 Đó là mẫu câu gì mọi người nhỉ? Mama, đúng không? Mama. mama sẽ là Veta Mama hoặc là danh từ No Mama Ngoài ra có sẽ có những cái dạng kết hợp mở rộng Đối với tính từ đôi Y và tính từ đôi Na nữa mọi người nhá Thì à, về mặt ý nghĩa Hai mẫu câu này sẽ có cái cách dịch giống nhau Là để nguyên, giữ nguyên một trạng thái nào đó Một trạng thái nào đó duy trì suốt, đúng không? Để nguyên, giữ nguyên một trạng thái nào đó nhá Tuy nhiên thì đối với mẫu câu ipanashi này Thì nó sẽ thường Thường là mang những cái nét nghĩa Cái kết quả xấu ở đằng sau còn cái mama kia thì sẽ có thể tốt hoặc xấu Đều ok cả nhá Rồi à, cứ để nguyên suốt hay là vẫn thế nào đấy này Cách dịch của nó sẽ như vậy nhá Tùy vào từng cái câu mà mình sẽ dịch khác nhau Ví dụ này Mizu o dashipanashi ni kudasai Đừng có mở nước chảy suốt như thế Được chưa? Rồi hay mẫu câu số 9 Động từ bỏ mát sự đi cộng với Ippoi, ippoi, ippoi Ippoi là gì nhỉ? Mọi người có thể nhìn thấy ở đây có hai cách dịch đúng không? Đầu tiên là cái gì đó rất là dễ, rất là hay ngay lập tức thế nào đấy? Sẽ là dạng động từ bỏ mát sự đi cộng với poi nhá. Động từ bỏ mát sự cộng với poi. À, toshio to wasure Tức là khi mà mình có tuổi, toshio toru đúng không? Khi mà có tuổi khi mà ở già đi đúng không? Thì sẽ làm sao? Hay bị quên, dễ bị quên. Được nha. Còn cái nét nghĩa ở phía dưới này à, Thì cái này là uh, thiếu mất cái cách kết hợp nhá mọi người để ý thêm Cái phần kết hợp, cái nét nghĩa ở dưới này không phải là dạng động từ bỏ mắt sự đi nữa Mà sẽ là dạng danh từ mọi người nhá Danh từ cộng với bội Mọi người chú ý cái phần này một chút nhá Mình quên mất để à, mãi để cái động từ bỏ mắt sự đi mà quên mất cái cách kết hợp của cái này à, Sẽ là so sánh hai cái gì đó có những cái đặc điểm tương đồng Được chưa nhá Cứ như là, giống như là à, Nó sẽ gần giống với cái mitai mọi người ạ so sánh hai cái gì đó có nét tương đồng nhá gần giống cái mi tai ví dụ như sau có nói yêu như quá mi này được chưa nhỉ? cái cái loại sữa này đúng không loại sữa bò này thì giống như là nước cứ như là nước vậy nó rõ ràng là sữa bò thế nhưng mà nó có thể là có cái vị nó nhạt tẹt giống như là nước nó đang so sánh với nước đúng không và không ngon nhá được chưa nhỉ hai cái gì đó nó có tính chất tương đồng sữa nước đều là dạng lọc đúng không người ta đang bảo là cái loại sữa này thì nhạt như nước ốc vậy chẳng hạn nhạt như nước vậy chẳng hạn đúng không và không ngon rồi ở đây à, một mẫu câu số 10 thế này thế nhưng mà thực chất ra là hai mẫu câu ngữ pháp mọi người ạ à, dạng động từ bỏ mát sữa đi cộng với kane hoặc là canenai này nhá thì nó hơi ngược nhau một chút là kane mặc dù là mọi người nhìn thấy nó dạng là dạng ở dạng từ điển thì nó sẽ mang nghĩa khẳng định đúng không thế nhưng mà nó sẽ mang nét nghĩa phủ định một chút là tôi không thể tôi khó mà có thể thường nói về cái ý kiến cá nhân của người nói tôi khó mà tôi không thể ví dụ như là so nào của y đây quá ô cái irai đây là cái việc yêu cầu nhờ vả còn cái hikiuke là cái việc gì đấy à, tiếp nhận đúng không những cái lời yêu cầu hay là nhờ vả cái lời yêu cầu như thế giống như thế thì tôi không thể hay tôi khó mà có thể chấp nhận được được chưa nhá tôi không thể tôi khó mà trái ngược với nó mình sẽ có dạng động từ bỏ mát sự đi cộng với kane này kane này thì nó sẽ dịch là có thể nhưng mà sẽ không sử dụng để nói về năng lực của một người nào đó nhá mà sẽ là khó à mà là có thể đưa đến một cái kết quả không tốt nào đó về sau sẽ là kết quả tiêu cực người nhá ví dụ mọi người nhìn này à anh này speedo dashitara jiko okoshi kane là gì nhỉ? Nếu mà chạy với cái tốc độ như thế thì có thể đúng không? Kanenai là có thể, có thể gây ra gì đấy? Gây ra tai nạn đấy. Nhá, đưa ra cái kết quả không tốt đằng là sau. Tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu số 11, mẫu câu cuối cùng à, liên quan đến dạng kết hợp là về mát sự đúng không? Vẫn là động từ bỏ mát sự đi cộng với ức cô này, ức cô này. Rồi. À, tuyệt đối không thế nào đó, nhấn mạnh cái việc gì đó là không thể xảy ra được Phủ định mạnh mẽ một chuyện gì đó là không thể xảy ra Nhớ <laughs> à, Làm sao mà mua được ô tô cơ chứ Đúng không? Tuyệt đối không thể nào mà mua được Ý là làm gì có tiền đâu nhá Rồi, còn um, Bằng nghĩa với nó thì chúng ta sẽ có ngay một mẫu câu ở phía bên dưới mẫu câu số 12 Đó là kê ga nai hay là Hazu ga nai Hai cách nói này giống nhau nhá Wake ga nai, <laughs> Hazu ga nai cũng là phụ định mạnh mẽ chuyện gì đó là không thể xảy ra không có lý do gì mà như vậy ví dụ này đúng không cái gì đấy cái việc khó như thế này thì tớ làm sao mà có thể làm được ừ, tớ không thể nào mà làm được đâu đúng chưa à đó nhá thế nhưng mà mà sẽ có à, hai cái mẫu câu này này nó bằng ý nghĩa nhau nhá nó sẽ có một cái dạng kết hợp khác Tức là nếu mà đi với V đựng ở đây là để ký đựng và kê gà này là tuyệt đối không thể làm được. Còn nếu mà nó kết hợp với V nay kết hợp của nó là V nay và kê gà này hay là V nay hát dự gà này thì nó sẽ phủ định của phủ định đúng không? Thì nó sẽ bị ngược lại thành khẳng định là nhất định là sẽ thế nào đấy. Thì chúng ta có cái ví dụ ở phía dưới này. Nhá. Konna kanta tôi toi ni wa wakaranai hazu ga nai. chúng ta có cái tôi ở đây đúng không? Tôi này là gì nhỉ? À, tôi này là cái um, câu hỏi cái, gì nhỉ? cái câu hỏi dễ như thế này Thì nhất định là Là phải hiểu rồi Không thể nào mà không hiểu được Đúng không? Chúng ta dịch là Không thể nào mà không hiểu Làm sao có thể không hiểu được Ý là nhất định là sẽ hiểu Được chưa? Rồi nhá, mọi người nhớ Cái kết hợp của cái à, cái mẫu câu này Nó sẽ thay đổi cái nghĩa của nó mọi người nhá Tiếp theo, mẫu câu xuống ni được Rồi, ở đây mọi người nhìn thấy Mình đã tổng hợp bốn nghĩa chưa 1, 2, 3, 4 Được chưa một nghĩa của n 4 và ba nghĩa của n 3 mọi người nhá đầu tiên nghĩa của n 4 đó là cái gì đó được làm ra bởi ai đấy thì cái động từ đi đằng sau của mẫu câu này nó sẽ chia về dạng bị động đầu tiên là <laughs> à, rồi được chưa à nhờ cái váy này đúng không? sự là cái váy này, cái váy này thì nó được thiết kế, design là thiết kế nhá, nó được thiết kế bởi dạ, bởi một nhà thiết kế nổi tiếng nhá designer là nhà thiết kế, Design là thiết kế, đồ đen sự là cái vải, mọi người hiểu hiểu cái nhớ lại cái cái nét nghĩa này chưa? OK, hoặc là cái điện thoại này được cái điện thoại được phát minh ra bởi ai đó chẳng hạn, nó chính là cái dạng cái, dạng dạng cái cách nói như vậy nhé. Rồi ở cái nét nghĩa thứ hai là bằng cách đưa ra cái cái cách thức phương thức để thực hiện một cái gì đó. Yeah. Tuy nhiên là nó sẽ không sử dụng cho những cái việc như là ăn cơm bằng đũa hay là gì gì đó đâu suru koto ni yotte seiko ni Ừ, đúng không? Nhờ có hay là bằng những cái thất bại Thì mình có thể đến gần hơn với thành công Bằng cách hay là nhờ nhá, yeah. Bằng cách hay là nhờ Rồi Ở nét nghĩa thứ ba sẽ là nêu lên nguyên nhân lý do Nêu lên nguyên nhân lý do Thì cái nét nghĩa này nó sẽ bằng với cái mẫu câu đế ở N4 mọi người nhé bằng với đế ở N4. Ô amen nhớ được thì gai quá, đi ok Ở đây đúng không? Là những cái thiệt hại gai là thiệt hại này. Những cái thiệt hại gây ra do một cái trận mưa lớn nào đó thì à nó lớn hơn những thiệt hại là lớn đúng không? Lớn hơn những cái gì mà mình đã dự đoán mà chúng ta đã dự đoán chẳng hạn. Ok. Hay ở nét nghĩa cuối cùng là tùy theo tùy theo tùy theo cái danh từ ở đằng trước mà sẽ có cái sự thay đổi hay cái sự khác nhau ở với đằng sau đúng chưa? Chìto yote kange kattaga chigaimas đúng nha. Tùy vào mỗi người mà những cái cách suy nghĩ cũng sẽ có cái sự sự khác nhau được chưa? Mọi người đã nhớ lại đủ nét nghĩa này chưa? Rồi nhá. Hai tiếp theo chúng ta nhìn đến mẫu câu số 14 này. Yona yoni các bạn nào bị vướng mắc ở đây không? Rồi yona yoni À, ở N3 chúng ta có hai nét nghĩa Hiểu nào đúng không? Thì ở đây mình đã chia sang là 14 và 15 năm ở nét nghĩa đầu tiên, yona yo mình vẫn dịch là giống như Nó sẽ là cái dạng mà mình đưa ra một cái ví dụ điển hình nào đó Mọi người nhìn ví dụ nhé mitai na Hay là no na hito Tại sao ở đây mình để mitai ở đây? Tại vì là cái mitai nó chính là dạng văn nói của yo Nha, yeah, mitai là dạng văn nói dùng trong hội thoại thường ngày của yô, yô na, yô nhị. Thế nên là à, mọi người có thể thấy là có thể dùng mitai nạ hay là no yô nạ đều được. Mọi người chỉ có một cái sự lưu ý nho nhỏ đối với mitai đó là nếu mà là mitai nhá, nó sẽ không kết hợp với trợ từ nộ. No. Nó sẽ kết hợp trực tiếp với danh từ. Còn đối với yô nạ, nó sẽ kết hợp với danh từ thông qua trợ từ nô no này. Được chưa? Ý nghĩa giống nhau. Mitai dùng trong văn nói nhá. Yeah. Rồi, đây là Kanozo mi tai na hay là Kanozo no yo na hito kê con Nha. Tôi muốn kết hôn với cái người giống như là cô ấy, Thì cô ấy chính là một cái ví dụ điển hình mà mình muốn đưa ra Được chưa? Hay. Rồi ở với cái nét nghĩa thứ hai Thì mọi người nhìn thấy kết hợp nó sẽ có nhiều cái kết hợp hơn đúng không? Ờ, rồi Vê đự, danh từ nộ, vê tả vê tê đự Yô À, yona đằng sau sẽ là một danh từ và Yoda sẽ là dạng kết hợp sẽ là dạng kết thúc câu, đúng không? Yoda chấm một cái nhé. Vẫn dịch là giống như cái nét nghĩa này nó sẽ là cái dạng để giải thích một trạng thái nào đó, giải thích một trạng thái nào đó là hai cái trạng thái hai cái sự vật sự việc gì đó nó có cái đặc điểm tương đồng nào đấy. Chúng ta cùng nhau nhìn ví dụ nhé. Sono koto ma durete yume no Yoda. Mọi người nhìn thấy ở đây có cái từ ma durete không? Marude là hoàn toàn. Cái ma tử đế này nó rất là hay đi với những cái mẫu câu yo na yo nhí hay là mi tai, mi tai bằng với yo mà, đúng không? Hay là no yo na, năng nữa chúng ta sẽ gặp luôn ở phía dưới này. Ừ. Hoàn toàn giống như là ma tử đế, yo sẽ là hoàn toàn giống như là nhá. Sẽ là à cái việc đó thì à hoàn toàn giống như là một giấc mơ vậy. Ok chưa? Rồi ừ, nhá. Tiếp theo ở một cái mẫu câu tiếp theo đó là Kanoyoni, kanoyona, kanoyoda. Về mặt ý nghĩa, chúng ta cũng sẽ dịch nó giống với cái yo na, yo ni, yoni, da kia. Đầu tiên nó khác nhau về mặt kết hợp này. Nó chỉ kết hợp với động từ. Đúng không? Động từ chia về dạng thể thường. Động từ chia về dạng thể thường. Hoặc là tính từ đôi na với danh từ thì sẽ thêm đế a đự cộng với yona, yo nhị, Ok. À, dịch là cứ như là cứ như là tức là người ta sẽ nhấn mạnh vào cái việc đó là trên thực tế thì không có cái chuyện đó thế nhưng mà cái cảm giác của mình thì cảm thấy rất là giống giống như vậy nhá nó nhấn mạnh một cái cảm xúc trên thực tế thì không phải như vậy thế nhưng mà mình cảm giác giống à, mono demo mitta yo ni, wa nhờ? à cô ấy thì run lật bật run đúng không run lập cập như này run lẩy vậy à giống như thể là hay là cứ như thể là đã xem một cái thứ gì đó làm giáo rất là đáng sợ được chưa rồi ok nhá tiếp theo hay một câu số 17 bảy nhá bacari rất là quen thuộc đúng không ở n 4 chúng ta có cái Veta tà bacari đúng không đây có danh từ cộng với bacari hoặc là dạng kết hợp vt cộng với bacari thì đối với dạng vt bacari thì nó hay sử dụng dưới dạng là vt bacari id nên là mình để nôn ở đây nhá chỉ toàn là gì đó ừ chỉ toàn Uchi no ko wa asonde bakari iru À cái thằng con nhà tôi Cái đứa con nhà tôi chẳng hạn đúng không? Chỉ toàn chơi thôi Chẳng chịu học hành gì cả Benkyo shiyo to shinai Chẳng hạn đúng không? Hay ok Một câu tiếp theo là 18 Beta bakari Vừa nãy vừa nãy nhắc xong đúng không? Là vừa mới Vừa mới Cái beta bakari sẽ là cái việc gì nhỉ? À Nó sẽ dựa vào cảm xúc của người nói Chỉ cần mình cảm thấy Cái khoảng thời gian đó là ngắn thì dù là 2 năm, 3 năm hay 10 năm đều có thể dùng được cái Veta Bakari này Đúng chưa? nhá Vừa mới làm gì đó này nhỉ hôn tả Bakari desu Tôi vừa mới đến nhà thôi Nhưng mà cái vừa mới này có thể à, Có người là một ngày, có người là một tháng, có người là một năm chẳng hạn Tùy vào cảm xúc, cảm nhận của họ Mà người ta sẽ nói ra cái câu như thế này Hai, câu số 19 Mỗi, mỗi câu số 19 nhá Bakari de naku ừ, de naku hay là bakari de wa naku hay là bakari ka đây là hai mẫu câu mọi nghĩa bakari de naku hay là bakari cả đây là hai mẫu câu kết hợp cái pi này mọi người có hiểu không nhỉ từ nãy giờ có gặp cái pi nào không ờ, không nhớ là có gặp cái pi nào chưa nhưng mà mình sẽ giải thích cái pi nhá cái pi này là dạng thể thường mọi người ạ thể thường nó sẽ bao gồm cả động từ tính từ và danh từ tất cả thể thường của động từ tính từ và danh từ thì mình sẽ ký hiệu là pi nhá bởi vì nó là khá là dài ấy nên mình để luôn là pi À, mình để theo cái kết hợp giống trong cái quyển trai ngữ pháp Hay. rồi rất là xin lỗi nếu mà vừa nãy có gặp mà mình chưa giải thích ok màu dịch là gì nhỉ không chỉ nhá không chỉ không chỉ cái này mà cái gì đó cũng chúng ta thấy ở đây có mình có lấy hai mẫu câu à, hai ví dụ đúng không một cái là bakari đến naku một cái là bakari cả để mọi người dễ hình dung Kanojo wa uta bakari de naku, dance mo Cô ấy thì không chỉ là gì đấy, hát hay mà nhảy cũng giỏi nữa Đan sự nhảy múa đúng không rồi hay là ở cái ví dụ số 2 kanojo wa utsukushi bakari ka kokoro mo yasashikatta desu cô ấy thì không chỉ là xinh đẹp mà làm sao à, cũng rất là hiền lành nữa nhá yeah. ok hay hai một câu tiếp theo vẫn là nghĩa như vậy đúng không vẫn là dạng kết hợp thể thường của động từ tính từ và danh từ nhá yeah, thể thường cộng với dake de naku rồi dake de cự thì cái hóa này có cũng được không có cũng được mọi người nhá dake de wa cự hay là dake de cự đều ok nhá không chỉ cái này mà cái gì đó cũng niku dake de wa naku yasai mo sai yo đừng có chỉ ăn thịt đúng không? không chỉ thịt mà hãy ăn cả rau đi được chưa không chỉ là thịt mà hãy ăn cả rau được chưa nhỉ rồi tiếp theo là dạng wa mochi N1 quá, một chỉ đồng N2 múc dạ Riêng cái mẫu cô một chỉ đồng này thì nó sẽ là gì nhỉ? Nó chỉ kết hợp với danh từ thôi Chỉ kết hợp với danh từ thôi Và nó nhấn mạnh cái việc đó là gì nhỉ? Cái đằng trước là cái điều đương nhiên ai cũng biết Đằng cái, cái N1 ấy, cái N1 này nhá Là cái điều ai cũng biết rồi Và người ta muốn nhấn mạnh là cái đằng sau nó cũng thế đấy Ví dụ này, À, dịch thì vẫn là không chỉ thôi nhá. Kare wa một wa mochiron sports mo yoku dekiru. À anh ấy đúng không? Không chỉ là học, không chỉ là cái việc học mà à thể thao cũng giỏi nữa. Tức là cái việc học, cái việc mà bạn ấy học giỏi ấy, là cái điều mà ai cũng biết rồi. Và bây giờ mình muốn kể thêm một cái điều nữa à bạn ấy giỏi cả thể thao nữa đấy. <laughs> Hay tiếp theo à uchi À uchi cũng có hai nét nghĩa đúng không nào? chúng ta thấy ở đây à uh, nét nghĩa đầu tiên trong lúc thực ra về kết hợp nó hơi có sự khác nhau một chút thế nhưng mà nó à um, mình thường là khuyên mọi người nếu mà nhớ được thì càng tốt còn nếu không thì mình có thể nhớ theo những cái ví dụ này thôi chứ còn nếu mà nhớ từng cái từng cái uh, kết hợp một ý thì nó sẽ hơi vất vả và đôi khi mọi người sẽ bị loạn ấy thế là mọi người có thể là sẽ nhớ theo những cái dạng ví dụ như thế này thì sẽ uh, dễ nhớ hơn nhá ở ờ, những nghĩa đầu tiên dịch là trong lúc Thì cái sắc thái của nó sẽ là trong lúc làm Đang làm một cái gì đó đằng trước Thì đằng sau nó sẽ có cái sự gì đó Nó có cái cái trạng thái nó sẽ thay đổi á Đằng sau sẽ có một cái trạng thái nó dần dần thay đổi Ở đây là Nihongo kite ru chi ni nemutte À trong cái lúc mà mình nghe tiếng Nhật Đúng không? Thì mình làm sao đấy? Mình đã ngủ quên mất, ngủ gật Được chưa? Có bạn nào bị như vậy không? Tức là nghe tiếng Nhật nó sẽ rất là buồn ngủ ấy Khi nó đang nghe và bị ngủ gật mất Đấy. Ở nét nghĩa thứ hai mình vẫn có thể dịch là trong lúc hoặc có thể dịch là chừng nào mà còn Thì cái sắc thái của nó sẽ là chừng nào, à, chừng nào mà cái đằng trước trong lúc mà cái đằng trước nó còn chưa thay đổi Đúng không? Trong lúc cái vế đằng trước nó chưa thay đổi Thì mình sẽ làm, mình muốn làm, mình hãy làm cái gì đó đằng sau Người ta muốn nói rằng cái đằng trước nó sẽ thay đổi Thế nên là hãy làm cái đằng sau đi Trước khi cái đằng trước nó thay đổi Nhá. Yeah. Ví dụ này Wakai uchi ni iroiro -iro na Iroiro -iro na koto kê -kê -shita -hoga một lời khuyên đúng không? Trong lúc mà chúng ta còn trẻ đúng không? Thì chúng ta nên làm gì đấy? À, trải nghiệm nhiều thứ Chúng ta nên đi trải nghiệm nhiều thứ hơn Tiếp theo chúng ta có mẫu câu số 23 đó là Sai chư nhị Hay, Sai nhị à, Kết hợp thì nó chỉ có à, uh, Danh từ hay là VT được Cộng với sai chư nhị à, Cái danh từ sẽ là no nhá Danh từ no sai chư nhị Chúng ta có à, cái này. Cái cách dịch nó vẫn là trong lúc giống với cái trên đúng không trong lúc thế nhưng mà nó sẽ có sự khác nhau này trong lúc ở sai chưa nhí nó sẽ là trong lúc đang làm gì đó thì đằng sau lại sẽ có một cái sự thay đổi cái kết quả của sự thay đổi đó khiến cho bản thân người nói cảm thấy khó chịu <laughs> tức là có khách đến chọn đúng cái lúc đúng không trong cái lúc mà mình đang tắm ấy thì có khách, có khách đến Kiểu gặp khó khăn đúng không? Khiến cho người nói gặp khó khăn, cảm thấy khó chịu. Ok nhá. Tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu số 24. Dư nhỉ ạ, ý ra đây này. Động từ chia về thể nai sau đó bỏ nai đi cộng với dự đúng không? Dự bằng với nai mà. Cộng với nhỉ ạ, ý ra đây này. Không thể không, không thể không làm về, không làm về thì không chịu được. Được chưa? Sai nó có à, cái bakari đệ toàn là đúng không? Gần đây thì chỉ toàn là vì là toàn gặp những cái chuyện thì đấy, ý ạ, chuyện mình cảm thấy không thích. Thế nên là gì đấy? Nhỉ? Không thể nào mà không uống được, không uống thì không chịu được, phải uống rượu để giải sầu, được chưa? Tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu số 25 nhá. Mẫu câu te sho À, mình chỉ để điển hình ở đây là t show cả nay thôi còn về mặt kết hợp của nó sẽ là vt này tính từ đôi y bỏ y thêm cửa t này hay là tính từ đôi na bỏ na thêm đế mọi người nhá sau đó cộng với show cả này ngoài ra thì nó cũng có những cái cách nói nó gần gần giống với nó nữa là gì ạ shikata cả này hay là tamara này nữa đúng không rồi mẫu con này sẽ dịch là rất vô cùng hay là cực kỳ thế nào đó nó thể hiện cái cảm xúc gì đấy đến mức như thế nào đó không chịu nổi không chịu được rất thế nào đó không chịu được Đúng chưa? Chúng ta cùng xem cái ví dụ của nó nhá Onaka ga suite ga nai À, đói đến mức không chịu được, đói không thể nào mà chịu được Đúng không nhỉ? Mẫu câu số 26 nhá <laughs> Ba yokatta Bà ở đây là thể điều kiện Thể điều kiện có thể là động từ, tính từ hay là danh từ Ba cộng với yokatta À, lẽ ra nên hay là không nên làm một, làm cái việc gì đó Thể hiện cái sự tiếc nuối của mình nhá yeah, là lúc đó nói về cái trạng thái trong quá khứ tức là cái việc đó đã xảy ra rồi và vì là lúc đó mình không làm như thế nên là mình đã cảm thấy à, nuối tiếc lẽ ra lúc đó mình nên làm thế hay là lẽ ra lúc đó mình không nên làm như thế ví dụ này ha no yu koto sunao ni tiêu o keba yokatta à lẽ ra mình làm sao mình nên ngoan ngoãn nghe theo cái lời mẹ nói ở, ở cái mẫu câu tiếp theo bà inoni bà inoni À, mọi người thấy thấy kết hợp của nó thì vẫn là thể điều kiện cộng với y nổ nhị. Nó thể hiện cái mong ước của người nói đồng thời cũng thể hiện cái sự à, gọi là tiếp nối cái sự bất mãn với cái trạng thái hiện tại. Tức là vì trạng thái hiện tại nó không tốt thế nên là mình đưa ra cái mong ước như vậy nhá. Uh, Motto ni nareba ii no ni À, giá mà mình có thể trở nên xinh đẹp hơn nữa tức là mình đang không thỏa mãn với cái với cái ngoại hình của mình hiện tại thế nên là mình đưa ra cái mong ước giá mà mình có thể trở nên xinh đẹp hơn Ok Cái này nó là cái sự mong ước nhưng mà đồng thời kèm theo cái cái, cái sự bất mãn đối với cái trạng thái hiện tại nữa Chỉ nó không chỉ đơn thuần là cái mong ước không nhá Ok hay mỗi câu số 28 nồi nhị hoặc là cứ xe nhị cũng không phải một mẫu câu đúng không? Đây là hai mẫu câu mọi người nhé. Mình sẽ đôi khi mình sẽ để những cái dạng kết hợp ghép như thế này à, cho nó cho mọi người cảm thấy nó rất là giống nhau và rất là ngắn gọn nhớ gộp lại luôn cũng được. À, nồi nhí cũng đã gặp ở N4 rồi đúng không? Vậy mà thế mà còn cứ xe nhị cứ xe nhí ở N3 về mặt ý nghĩa thì nó hoàn toàn giống với cái nồi nhí tức là cái cách dịch nhá cũng dịch là vậy mà thế mà Tuy nhiên ở cư xe nhí thì nó sẽ mang thêm một cái sắc thái nghĩa Đó là xem nhẹ hoặc là chỉ trích cái đối tượng được nhắc đến Xem nhẹ hoặc chỉ trích đối tượng được nhắc đến Chúng ta cùng nhau nhìn ví dụ Ví dụ đầu tiên à, <laughs> Cái nhà hàng này thì rẻ Vậy mà khá là ngon được chưa? Cái này chỉ đơn thuần là À nó rẻ vậy mà khá là ngon đấy Không hề mang sắc thái gì gì khác Còn số 2 được cơ xe rõ ràng là biết thế mà chả gì nhỉ Trả dạy cho mình đây là đáng chỉ trích đối tượng được nhắc đến rõ ràng là anh ta biết hay là bạn ấy biết mà chả dạy cho mình gì cả đúng chưa đang chỉ trích cái người đó nhá ok mẫu câu số 29 mươi chín tham À, tham ở N4 mọi người đã gặp mẫu câu với cái nét nghĩa là gì nhỉ? Để mà, Đúng không? Vì hay là để À để mà đạt được một cái mục đích nào đó Thì mình sẽ làm gì đó đằng sau Được Còn ở N3 Tha mẹ thì nó sẽ mang nghĩa là Vì do, nêu nên nguyên nhân vì do Là cái cách nói nó khá tay hơn Trang trọng hơn của kara no à, Có một cái chút lưu ý Đối với tha mẹ đó là nó sẽ không sử dụng Đối với là cái đuôi của nó ấy, Cái đuôi của nó à, Cái về sau của nó sẽ không sử dụng cái dạng ý chí Hay là mệnh lệnh như là Tsumori, Ote, kura Sai Vân vân nhá cái nhín này có hay không đều được này dịch là vì do thôi yuki <laughs> do gì nhỉ do tuyết rơi mà tàu điện đã đến muộn được chưa mẫu câu số 30 chúng ta nhìn thấy ở đây có vẫn là pi này đúng không cái con pi này là chính là cái dạng thể thường của động từ tính từ và danh từ mọi người nhớ cái này nhá à, ở đây có mono de mon mono kara hay là mono dakara như trong tiếng Nhật phần lớn nó đều là những cái nào càng dài nó sẽ là càng lịch sự. Còn về mặt ý nghĩa thì nó giống nhau. Mono de kara lịch sự nhất này, sau đó đến mono monotakara, sau đó đến uh, mono monode cuối cùng là monde. Chà monde dùng trong văn nói hay đúng nào? Cũng là nêu nguyên nhân lý do. Thường là đưa ra cái nguyên nhân lý do từ phía người nói và muốn nhấn mạnh cái sắc thái là vì có lý do là như thế, thế là không còn cách nào khác kết quả nó phải trở nên như vậy. Được chưa? Hay ví dụ này. 、あ、家が狭いものですから、大きいものが置けません。Ừ. À, à, villa nhà chật trội đúng không? Thế nên là không thể nào mà à, đặt được để được những cái đồ vật mà nó có kích cỡ lớn Rồi Một câu số 31 nhá Bà đi nhị hơi lạ lạ một chút rồi đúng không? Bà đi nhị là chỉ vì, chỉ tại cái gì đó mà gây ra kết quả xấu Ok Chỉ vì chị Tại này Ở trong ngoặc Thể hiện cái tâm trạng bất mãn và tiếc nuối Tức là nó sẽ có thêm cái sắc thái là Bất mãn hay là tiếc nuối ở trong đó nữa Chứ không chỉ đơn thuần là chỉ vì chỉ tại nữa À, okane ga nai ni yume o akirame nakereba naranaku natta Chỉ tại, đúng không? Chỉ tại mình không có tiền mà mình đã đành phải Mà mình đã phải từ bỏ cái ước mơ À, nó kèm theo đó sẽ là cái tâm trạng tiếc nuối Cho cái trường hợp này rồi, mọi người sẽ không nhau nhìn xuống cái mẫu câu phía dưới luôn nhá. CD hay là C cả cũng là nêu lên nguyên nhân lý do. C đà này, CD, C cả đều được nhá. Cũng là nêu lên nguyên nhân lý do tại cái gì đó mà đưa ra kết quả xấu. Được chưa? Tại cái gì đó mà đưa ra kết quả xấu. Ví dụ này, ở đây mình còn lấy một cái về CD, một cái về C cả. Ừ. Cái CD sẽ là tại cái này mà đưa ra kết quả đó Còn C thì là không biết có phải tại cái này không Tức là mình chưa biết rõ cái nguyên nhân nhá Không biết có phải tại cái này không mà đưa ra kết quả như vậy Chúng ta nhìn ví dụ này à, Asa neboshita se de ni à, Buổi sáng đúng không? À, tại là buổi sáng mình mình ngủ quên mất Thế nên là đã đến trường muộn Còn ở ví dụ số 2 Tsukareta se ka atama Không biết có phải do mình bị mệt hay không Mình mệt quá hay không Mà mình bị đau đầu Được chưa? Mọi người đã Hình dung lại cái CD, cà này chưa? CD thì biết rõ lý do, còn cà thì chưa rõ Hãy tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu số 33 nhá Mẫu câu thả bí nhị Kết hợp rất là đơn giản đúng không? Có vế đự này Hoặc là danh từ nộ no cộng với thả bí nhị Mẫu câu này sẽ là cứ mỗi lần Cứ mỗi lần mình làm cái gì đó đằng trước Thì ở đằng sau nó sẽ có một cái hành động nào đó Nó lặp đi lặp lại Đúng không? Chúng ta nhìn ví dụ nhá Hito wa shippai suru thả bí nhị Seichou cho shite con người đúng không? Cứ mỗi lần mà thất bại thì sẽ trưởng thành hơn một chút Cứ mỗi lần chúng ta gặp thất bại chúng ta sẽ lại trưởng thành thêm một chút Đúng không nào? Rồi, 34 kệ Chỉ kết hợp đơn thuần với danh từ thôi đúng không? Danh từ của ra kệ Dịch là chỉ toàn cái gì đó Chỉ toàn à, Trong ngoặc mình có mở ngoặc đó là nói về những cái thứ mà bị đánh giá hơi bị thấp Ví dụ này, Kare no heya wa kami kuzu darake da. Chúng ta có cái kami dự là cái giấy vụn đấy mọi người Cái vụn của cái giấy nhá Ở trong phòng anh ấy đúng không? Trong phòng cậu ấy thì toàn là giấy vụn Được chưa? Ở tiếp theo là 35 Kara tui tệ Kết hợp là thể thường nhá Mà chỉ để chung chung là thể thường thôi à, Thể thường này Cho dù thế nào đó thì cũng Thường sẽ là cũng không 安いからといってそんなに thak mm, Muda là lãng phí đúng không. À, cho dù là nó có rẻ đấy chăng nữa thì, à, mua nhiều như thế thì nó cũng là, nó cũng là cái sự lãng phí đấy. không? Cho, cho dù là rẻ đấy chăng nữa thì cũng không nên mua nhiều như thế, mua nhiều như thế là lãng phí. Ok chưa. rồi, một mẫu câu tiếp theo. thôi á, này có à thường nó sẽ đi với cái kanarazu shimo kanarazu shimo và cái nghi là ai này nó cũng rất là hay xuất hiện ở đuôi cái mẫu câu kara to ite này nhá. Chúng ta cùng nhìn này. Chưa hẳn, chưa chắc. cái mẫu câu to khả nghi này thì nhấn mạnh về những cái trường hợp ngoại lệ. Bình thường thì mọi người hay nghĩ như thế này, thế nhưng mà ở đây người ta nhấn mạnh là à cũng đôi khi có những trường hợp ngoại lệ như vậy à, những cái gì nhỉ? Những cái đồ mà đắt tiền ấy thì không hẳn là, chưa chắc là lúc nào, cái nào cũng là tốt đâu. Bình thường mọi người đều nghĩ đúng không? À, cứ nhìn giá thôi. Nó đắt tiền thì là sẽ là đồ xịn. Thế nhưng mà ở đây người ta đưa ra trường hợp ngoại lệ là những cái thứ không hẳn là những thứ đắt tiền đều là đồ, đều là đồ tốt, đều có chất lượng tốt. Hãy rồi 37 đúng không? Danh từ cộng với nuki Sẽ là cái việc gì nhỉ? Không có cái danh từ nào đó hay là lược bỏ bớt cái danh từ đằng trước Bình thường thì là sẽ có cái danh từ đó ở trong đó Thế nhưng mà sẽ có một trường hợp mà Đặc biệt nào đó mà cái danh từ đó bị loại bỏ đi nhá Ví dụ này Yosuke nuki đệ nê tạ À, đi ngủ mà không à, không thì không ăn cơm tối sẽ bỏ qua cái cơm tối bỏ qua bữa tối và đi ngủ hay tiếp theo 38 hô độ, hô độ, cái kết hợp thì mọi người sẽ tự nhìn luôn nhé. hô độ là đến mức này, hô độ là đến mức nó sẽ giống với gì nhỉ? curay, đây rồi à hay đây akido hô độ thật sang thái tức là tôi đã ăn nhiều nó, dịch từ dưới lên nhé. tôi đã ăn nhiều này đến mức mà chán luôn rồi. Akiru là chán, ăn nhiều đến mức chán, đến mức ngán luôn. Rồi, à, về cái hô uh, đồ và cửa đai Thực chất ra nó sẽ có một sự khác nhau nhỏ xíu 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 Mà bạn nào mà có học ở trên khóa online của Dũng Mô đi Thì chắc là sẽ có xem qua ở cái phần góc chuyên gia rồi đúng không? Ok, ở đây thì mình sẽ không à, phân tích kỹ nữa nhá Mình đang tổng hợp lại Thế là nếu mà nói hơi lâu quá thì sẽ hơi bị mất thời gian của mọi người một chút Hay, uh, một dạng khác đó là hô đồ này Hô đồ này là so sánh a không đến mức của b, a không đạt được đến mức của b. Việt Nam quá, độ mức cửa này. Việt Nam thì không lạnh bằng Nhật Bản, không lạnh như Nhật Bản. đúng không? So sánh thì Việt Nam thì không đạt được đến cái độ lạnh, cái mức độ, cái nhiệt độ lạnh giống như là Nhật Bản. OK, hãy hoa đi nhỉ Thay vì thay cho đúng không? Sẽ có người này thay cho người kia Hay là cái vật này thay cho vật kia Sự việc này thay cho sự việc kia Thay vì thay cho này à, Số lượng những cái người mà sử dụng điện thoại di động thay cho đồng hồ thì tăng lên Tức là bây giờ thì càng nhiều người sử dụng điện thoại di động thay cho đồng hồ Không sử dụng đồng hồ để xem giờ nữa đúng không? Rồi, 41 41 を通して、はい、ら、を通じて。Tô hay là là di tệ Ở đây thì chúng ta sẽ có hai nét nghĩa nhé Đầu tiên là thông qua Làm một cái việc gì đó, thông qua một cái gì đó Ở trung gian, ở giữa Ví dụ như là Kanojo to ạ, senpai o toshite Shiriaimashita là quen biết đúng không? Tôi đã quen biết ai nhỉ? Với cô ấy, tôi đã quen biết cô ấy Thông qua senpai, đàn anh hay là đàn chị nào đó ở nét nghĩa thứ hai sẽ là làm gì đó suốt một khoảng thời gian Thì trong trường hợp dịch là suốt này thì cái danh từ kết hợp với nó sẽ là danh từ chỉ thời gian nhé Ví dụ như là Kono kuni wa no à, Cái đất nước này thì nóng suốt cả năm, suốt canh năm Thế Tiếp theo là một câu 42 à, Tokoro Chúng ta có về được, về ta, về dịch là đúng lúc À, đúng lúc cái hành động V đằng trước nó xảy ra hay là nó kết thúc thì sẽ có một hành động đằng sau nó 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 xảy đến cắt ngang cái hành động ở đằng trước. Ví dụ: 道に迷って困っていたところへ警察が通りかかった. <laughs> <laughs> ừ. Đúng lúc mà mình đang gặp khó khăn do lạc đường đúng không? Michi <laughs> ni là lạc đường. Thì có một à có cảnh sát là sao nhỉ? đi ngang qua hay là gọi vẫy và hỏi được chẳng hạn đúng không? Rồi, ở mẫu câu số 43, mọi người nhìn ở đây là ni tai shite hay là ni tai shi, ni tai tai và ni tai nó hoàn toàn giống nhau. Tai shi thì nó là dạng ngắn gọn và lịch sự hơn của ni tai shite. Còn ni tai thì đằng sau sẽ là kết hợp đối với một danh từ khác đúng không? Nó có hai nét nghĩa, thường là mọi người sẽ chỉ nhớ cái nét nghĩa đầu tiên thôi ấy, mà quên mất cái nét nghĩa thứ hai. Nên nghĩa đầu tiên là đối với thì mọi người đều biết rồi, à, sẽ là những cái thái độ, những cái hành động của A đối với B. Được chưa ạ? Sensei wa seito ni taishite kibishi Giáo viên thì nghiêm khắc với học sinh. Đấy là nét nghĩa đầu tiên. Ở nét nghĩa thứ hai sẽ là nói về cái sự trái ngược. Ví dụ này, ani wa genki nano ni taishi Ototo wa yoku byouki ni naru. À trái ngược với cái người anh trai rất là khỏe mạnh kia Thì à, cái cậu em trai đúng không? Lại rất là hay bị ốm Mọi người nhớ cái này chưa? Nhớ nhá, hai nước nghĩa đối với hoặc là trái ngược Hay, mỗi câu 44 Danh từ cộng với nhí tốt tệ Rồi, nó cũng dịch là đối với Đúng chưa? Vẫn dịch là đối với Thế là đối với cái danh từ nào, danh từ đằng trước nó Hoặc là mình có thể hiểu là đứng ở lập trường của cái danh từ đằng, cái danh từ này ấy, Thì thế nào đấy? Jose, đúng không? Jose nít tót tê kéko á baku chi mọi người nhìn thấy cái freerana này ó baku chi baku chi nano đấy baku chi là cái việc đánh bạc ấy à, thì mình có thể dịch cái câu này là đối với phụ nữ đúng không thì kết hôn là giống như là một cái cái canh bạc <laughs> ok rồi có nhiều đựng hay là nhiều đựng tốt nhiều đầy ba danh từ cũng với nhiều đựng tốt nhiều đầy ba là dựa theo theo như cái danh từ đằng trước thì ở vế cuối câu nó sẽ thường đi với những cái dạng Mẫu câu nghe nói như là Dashi So Toyu Koto Nhá ni yêu được tốt, nhí yêu để bạn Cuối câu sẽ là Dashi Toyu Koto Toyu Koto hay là So Ví dụ như là Tenki yo ni yoru to Ashita wa ame dashi À theo như dự báo thời tiết ấy, Thì nghe nói là Ngày mai trời sẽ mưa đấy Hãy, sẽ không mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp tiếp nhé. Hãy, mẫu câu số 46 rất rất là quen thuộc. Xe, Chúng ta sẽ có danh từ cộng với xe. Thường thì trong văn nói cũng sẽ có những cái trường hợp khác như là VT sae cũng có thể nói được nhé. Một câu này sẽ dịch là đến ngay cả Người ta sẽ đưa ra một cái ví dụ nào đó hơi tiêu cực một chút Để nhấn mạnh cái đằng sau đến ngay cả à, đến ngay cả trẻ con cũng biết đến ngay cả bố mẹ cũng không kể chẳng hạn đúng không nào ví dụ sonna koto kodomo de à cái chuyện đó ấy, thì đến ngay cả trẻ con cũng biết ok chưa cái chuyện đó đến ngay cả trẻ con cũng biết rồi tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu số 47 nhá mẫu câu hazu hazu rất là quen thuộc đúng không thực ra mẫu câu này cũng xuất hiện ở trong à, quyển N4, Mina rồi đấy mọi người ạ à, Và chúng ta có thể ôn lại một chút nhé Hát dự dịch là gì nhỉ? Chắc chắn Dịch đơn giản là chắc chắn Đưa ra cái suy đoán mang tính khách quan Dựa trên những cái căn cứ, những cái cơ sở nào đó để phán đoán Rồi, chắc chắn là này Nét nghĩa đầu tiên đúng không? Kyo wa shukujitsu dakara kaisha wa yasumi no hazu da Chúng ta có hai vế Vì hôm nay là ngày nghỉ Shukujitsu là ngày nghỉ đúng không? Thế nên là chắc chắn là gì đấy À công ty sẽ nghỉ rồi Đúng không? Sẽ sẽ, sẽ cho nghỉ làm đúng không nào Ở nét nghĩa thứ hai chúng ta còn một cái nét nghĩa nữa Đó là chả trách Hèn chi mà như vậy Rồi cái nét nghĩa này thì có thể là mọi người sẽ ít nhớ hơn đúng không? Ví dụ này Sáu mươi À chả trách mà trời lạnh đúng không? Yuki ga futte kimashita À lý do đằng sau người ta đưa ra là gì đấy? Là do tuyết đã, tuyết đã rơi Hèn chi mà trời lạnh vậy Đúng nào? Ok nhá Tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu số 48 Hay, mẫu câu số 48 chúng ta thấy ở đây là Chúng ta nhìn như này cho nó dễ bỏ qua nhá Rồi, mẫu câu số 48 Nhĩ, chỉ gai <laughs> này nhí chỉ gai này cũng dịch là gì đấy chắc chắn là một cách nói khá tai hơn cứng nhắc hơn của hà dự cách nói trang trọng này cứng nhắc hơn của hà dự và có một điểm chú ý đó là mẫu câu nhí chỉ gai nai này sẽ không sử dụng để trả lời trong các cuộc hội thoại. Ok nhá. Chúng ta cùng nhìn ví dụ này. Sono wa iru ni gai cái máy đó thì chắc chắn là đã bị hỏng hóc ở đâu đó rồi. Nhá. cô <laughs> cả là ở đâu đó, là bị hỏng ở đâu đó. Ok chưa? Rồi tiếp theo chúng ta còn một mẫu câu nữa cũng dịch là chắc chắn là Chúng ta không nhìn này, mẫu câu số 49 Nhi kimat Nhi được đúng không? Mẫu câu này cũng dịch là chắc chắn Thế nhưng mà nó sẽ là đưa ra cái suy đoán chủ quan của người nói Tôi nghĩ nhất định là, tôi nghĩ chắc chắn là Và có thể có căn cứ hoặc là không, đúng không? Hát dự với nhi gai nai vừa ở phía trên chúng ta nói là đưa ra những cái phán đoán dựa trên những căn cứ những cái cơ sở nào đó còn cái nhí khi mắt sẽ là cái phán đoán chủ quan này có căn cứ hoặc không đều được này và nó có thể là đúng với tùy từng trường hợp có thể đúng với cá nhân mình thế nhưng mà sẽ không đúng với người khác chúng ta cùng nhìn ví dụ nhé À, dù là có viết ra giấy, có memo ra giấy đi chăng nữa Thì à, tôi nghĩ nhất định là tôi sẽ lại quên thôi Hay là ai đó cái trường hợp là bạn đó chẳng hạn thì bạn ấy cũng sẽ lại quên thôi. Bởi vì là à gì nhỉ? Đấy là suy đoán chủ quan của mình, mình nghĩ rằng là bản thân mình thì chỉ nhớ rất là tồi chẳng hạn. hay là bạn nào đó chỉ nhớ rất là tồi chẳng hạn. Thế nên là dù là có ghi ra rồi cũng sẽ lại quên thôi nhá. Thì có thể là cái câu này sẽ đúng với trường hợp của bạn này nhất định thôi nhưng sẽ không đúng với người khác. Ok chưa ạ? Rồi, hãy mẫu câu số 50 chúng ta có Kato <laughs> omota chúng ta lại gặp lại cái kết hợp pi này đúng không mình sẽ nhắc lại nhá cái kết hợp pi này nó là ký hiệu chung ừ, ký hiệu chung của các dạng thể thường có thể là thể thường của động từ tính từ và danh từ tất cả đều chia về thể thường rồi cộng với kato omota ok chưa rồi mỗi câu này sẽ dịch là cứ tưởng ừ. cứ tưởng tức là cái 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 điều mà mình nghĩ thì nó khác với thực tế ví dụ này À nói tố à, mi hong xin cả một tạ À tôi cứ tưởng cái người đó là người Nhật cơ Thế suy ra là gì nhỉ? Trên thực tế là sao? Người đó không phải là người Nhật Đúng không? Hay, dễ rồi đúng không nào? Mẫu câu tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu đó là mẫu câu số 51 Suy để nhị Mẫu câu này có quen thuộc không mọi người? Hay, suy để nhị Về kết hợp thì chúng mọi người có thể nhìn đó là Về đự, về tạ hay là danh từ no suy để nhị nhá là nhân tiện đúng không nhân tiện chúng ta làm gì đó đằng trước thì chúng ta sẽ làm kèm thêm một hành động gì đó phụ ở đằng sau ví dụ à nhân tiện đi dạo đúng không thì em có thể giúp anh mình ví dụ được nhá, em có thể giúp anh à gì đấy gửi cái bức thư này được không ok chưa rồi nhân tiện làm cái hành động đằng trước thì sẽ làm thêm một cái hành động phụ ở đằng sau Nhớ nhá Hay, tiếp theo của chúng ta là một câu số 52 đúng không nào Một câu okage de Okage de là gì nhỉ? Nhờ có Nhờ có một người nào đó hay là một việc gì đó mà dẫn đến hay là đưa đến một cái kết quả Thường là kết quả tốt ở đằng sau Đúng nhỉ? Chúng ta có thể dịch là nhờ có hay là nhờ vào này Chúng ta cùng nhìn ví dụ nhá Sô gà kiến họ de Điêu gà kita À, nhờ có cái việc gì đấy là nhận được học bổng đúng nhỉ thế nên là đã có thể đi du học Được chưa? Tiếp theo nhá, mẫu câu số 53 Karakoso Karakoso, chúng ta sẽ dịch là gì nhỉ? Chính vì à, Người ta sẽ nhấn mạnh vào cái nguyên nhân ở đằng trước Chính vì là cái ở đằng trước Thế nên là mới thế nào đó Ví dụ Tetsudate kureta karakoso Shigoto ga hayaku dekita yo Chính vì là cậu giúp đỡ tớ Đây nói không rõ không rõ chủ ngữ vị ngữ thì mình sẽ auto hiểu rằng thì là mình đang nói với người nghe nhé. chính vì là có anh hay là có chị giúp đỡ cho em hay là cậu giúp đỡ cho tớ chẳng hạn thế nên là mới có thể nhanh chóng hoàn thành xong công việc đấy được chưa nhỉ? hay rồi nhấn mạnh vào cái gì đó và cái nguyên nhân nào đó chúng ta cùng nhìn tiếp mẫu câu số 54 mươi tự năng cả nàn tệ rồi năng cả nàn tệ thì à, đa phần là đều có thể thay thế cho nhau được đúng không danh từ năng cờ năng này ở đây chúng ta có thể nhìn bao quát hơn có hai nét nghĩa chúng ta nhìn đến nét nghĩa đầu tiên trước nhé đầu tiên sẽ đưa ra những cái ví dụ ví dụ để cho người khác lựa chọn chúng ta có thể dịch là ví dụ như là chẳng hạn như là ở đây có cái một cái câu hội thoại này bạn A thì bảo rằng thì là đồ đấy nhị siêu cả là à mình nên chọn cái nào bây giờ đúng nhá và bạn B bảo là có cả đổ hay là có cả đổ à cái này như thế nào tức là mình sẽ đưa ra cái gợi ý đúng không mình sẽ đưa ra cái gợi ý còn cái việc lựa chọn là của đối phương mình gợi ý bạn B đã gợi ý là có nên ăn cả đổ chẳng hạn đúng không nào rồi đấy là nét nghĩa đầu tiên nhá ở nét nghĩa thứ hai của năng cả nàn tệ thì có thể hiểu là à cái trường hợp mà xem nhẹ cái đối tượng được nhắc đến xem nhẹ cái đối tượng được nhắc đến này hoặc là sử dụng khi mà bản thân mình nhé muốn khiêm nhường chúng ta cùng nhìn này ví dụ đầu tiên koi bi to năng cả đúng không ôi trời ơi gì đấy người yêu người à, người yêu nghĩ các thứ gì không cần đâu đúng không rồi thì mình đang làm gì nhở ý là à, đang xem nhẹ cái đối tượng được nhắc đến ở đây là koi bi to là người yêu à không cần người yêu gì hết đâu chẳng hạn đúng không hay là okane nang cả iranaio Đúng chưa? Hoặc ở cái nét nghĩa thứ hai cái cái cách dùng thứ hai là gì là khiêm nhường đúng không? Thì hay dùng cái câu đó là Watashi nanka à, mada desu. tôi thì vẫn chưa được đến như vậy đâu, chưa được giỏi như thế đâu chẳng hạn. Ok chưa? Rồi, đó là nanka và nante nhá. Hay tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu toka. Hay ở toka của N3 thì chúng ta sẽ có gặp với cái nét nghĩa đó là liệt kệ liệt kê có thể liệt kê những danh từ hay là những cái hành động cụ thể đây là kết hợp với danh từ hoặc là động từ chia về về đựng đúng không nào à rồi cộng với toka. à cái dạng liệt kê này thì nó có thể nói là giống với những cái dạng liệt kê như là ya ya hay là tari tari nhá nếu mà ya ya đúng không ya ya thì chỉ kết hợp với danh từ thôi còn đi TA đi thì nó sẽ kết hợp với động từ chia về thể ta đúng không nhá rồi dịch là hay là như là chúng ta cùng nhìn ví dụ này sakana とか魚とか rồi khi mà mệt thì tôi sẽ ăn rất là nhiều à, chẳng hạn như là gì đấy ăn thịt này hay là ăn cá này vân vân được chưa rồi nhá mẫu câu tiếp theo Dashi à dashi đúng không ở đây mình có để hai nét nghĩa một nét nghĩa thì thực chất ra là chúng ta đã được làm quen ở nửa bốn rồi thế nhưng mà có rất là nhiều bạn học qua mina thì không được không được biết đến đúng không à, Dashi này Đối với từng cái nét nghĩa nó sẽ có cái cách kết hợp khác nhau Mình chỉ để ở đây là Dashi nói chung Đối với cái nét nghĩa đầu tiên là nghe nói nó sẽ kết hợp với dạng thể thường nhá Tức là động từ, danh từ, tính từ Kết hợp với rất là nhiều loại Ví dụ à, Uwasa wa kanozo wa kaisha o yameru dashi desu Tức là theo như một cái tin đồn nào đó Uwasa đúng không? Thì nghe nói là cô ấy sẽ nghỉ làm Sẽ nghỉ việc ở công ty đây, đây là theo như một cái tin đồn nào đó cái dashi này thì à, nó truyền đạt một cái thông tin không được chắc chắn lắm thường là nói ý, thường là những cái tin đồn hay là những cái điều mà mình nghe phong phanh thôi và mình không có khả năng xác nhận lại được cái thông tin mà mình đã nói ra này nó không chính xác bằng cái so this ở nửa bốn đâu mọi người nhá ok rồi tiếp theo là cái nét nghĩa thứ hai à, giống với hay là ra dáng hay là đúng là À đối với cái nét nghĩa này thì nó chỉ kết hợp với danh từ ở đằng trước thôi nhé mọi người nhé Ví dụ Kareba otokorashi nè à, à anh ấy thì men nhỉ Men nhỉ Rất là da dáng Rất là gì Rất là da dáng một người một nam nhân đúng không nào Hay. Rồi tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu số 57 nhé No koto dakara À mẫu câu này rất là dễ đúng không Danh từ no koto dakara Chính vì là cái danh từ này Thì cái danh từ ở đằng trước ấy Nó sẽ là một cái đối tượng Sẽ là một người này hay là một cái tổ chức nào đó Mà mình, cái người nói hiểu rõ Và chính vì mình hiểu rõ Thế nên là mình mới đưa ra được cái nhận định Cái phán đoán nào đấy Ví dụ Chúng ta nhìn cái cách dịch ở đây nhá Vì là N nên tôi nghĩ chắc chắn là như thế Ví dụ này Kare no koto dakara zettai gokaku dekiru hazu desu vì là anh ấy đúng không vì là anh ấy thế nên là chắc chắn là có thể đỗ tôi rất là tin anh ấy tôi là người hiểu anh ấy anh ấy học rất là chăm chỉ làm bài kiểm tra rất là điểm rất là cao thế nên là mình đưa ra cái phản đoán chắc chắn là anh ấy sẽ sẽ đỗ thôi được chưa nhỉ tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu số 58 mươi nhá mẫu câu Shikanai À, về kết hợp thì chúng ta sẽ có về đự đúng không? Ngoài cái cách nói là shikanai thì chúng ta còn có những cách nói khác như là hokanai hay là yori hokanai đều sẽ mang cái nét nghĩa là chỉ còn cách thế nào đó Trong một cái trường hợp nào đó đúng không? Thì sẽ chỉ có cái cách làm như vậy là tốt nhất thôi Chúng ta cùng nhìn ví dụ nhá Vì là không tốt nghiệp Tức là không tốt nghiệp được đúng không? Thế nên là chỉ còn cách đi làm thêm thôi Được chưa? Nó có số 59 nhá Mưa kệ Muke kê này thì chỉ kết hợp với danh từ thôi đúng không nào? Danh từ cộng với Muke kê Có thể là muke kê nhí, da kê hay là muke kê -no. nộ Có khá là nhiều cách dùng như vậy nhá à, Mẫu câu này sẽ là nói về cái việc Cái gì đó được làm ra để dành riêng cho một đối tượng Hay là một nhóm đối tượng nào đó Thì cái danh từ ở đằng trước sẽ là cái đối tượng Hoặc là một cái nhóm đối tượng Được à, được hưởng cái gì đó đúng không? Rồi ở đây sẽ là gì nhỉ? Sore wa shoshinsha Muke-no kyokasho desu thì ở đây cái danh từ đằng trước là số shinsha là những cái người mới bắt đầu học, mới bắt đầu học một cái gì đó đúng không? Cái đó ấy, đúng không? Thì là một cái cuốn sách giáo khoa cho chokasho dành riêng cho những người mới bắt đầu học. Đúng chưa? Cái cuốn sách giáo khoa đó ấy thì được làm ra để dành riêng cho cái đối tượng đó là mới học thôi. Được chưa? Các bạn đã hiểu một câu này chưa nhỉ? Rồi nhá. Tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu số 60 nhá. Một câu về kara để na kereba hoặc là về kara để nai tô hai cái cách nói này thì cách nói nào cũng ok mọi người nhá một câu này sẽ mang nét nghĩa là nếu mà không làm hành động v ở đằng trước thì cái hành động ở đằng sau cũng không không có cái khả năng có thể thực hiện được rồi nếu không làm về thì cái gì đó cũng không thể đúng không nào? chúng ta nhìn ví dụ này hatachi ni natte kara denai to kekkon suru koto wa dekimasen rồi, ví dụ chẳng hạn ở đây là gì? Nếu mà chưa đến 20 tuổi thì sẽ không thể gì đấy, không thể kết hôn được. Đúng chưa? Rồi, hay Mẫu câu số 61 chúng ta cùng nhìn này. Vẫn là pi đúng không? Pi là ký hiệu của thể thường của động từ, tính từ và danh từ. Đúng không? Chúng ta kết hợp với to iu koto da hoặc là tono koto da. Mẫu câu này thì cũng sẽ có hai nét nghĩa. Nét nghĩa đầu tiên chúng ta cùng nhau nhìn, đó là mẫu câu À cái nét nghĩa là nghe nói Nghe nói nhá Ví dụ chúng ta nhìn này như sự nhiều được tổ Ashita wa đạo Dựa theo đúng không? Nhiều được tốt, nhiều đề bà Dựa theo hay là theo như Theo như một cái bản tin nào đó thì nghe nói là Ngày mai trời sẽ đổ mưa Trời sẽ mưa đấy Đúng không nhá? Đó là nét nghĩa đầu tiên nhá Còn nét nghĩa thứ hai Nó sẽ mang cái nét nghĩa là Có nghĩa là giải thích đúng không? Có nghĩa là Okane wa irimasen Muryo tuyuu koto des Rồi, không cần tiền đâu Có nghĩa là, à, miễn phí đấy Đúng nha, hay Rồi, chúng ta cùng nhau nhìn tiếp Đến mẫu câu số 62 nhá Vesasete morau Hoặc là vesasete kureru Rồi, mẫu câu này thì cũng sẽ có Hai nét nghĩa của nó Đầu tiên thì động từ sẽ chia sang, mọi người nhớ là nó chia sang thể sai khiến sau đó cộng với modal hoặc là kudere được đúng không nhá Đầu tiên thì sẽ là gì nhỉ? Sử dụng để xin phép ai đó cho phép bản thân mình làm một việc gì đó. Nhớ là hành động sẽ là người nói làm, mình chỉ đi xin người ta cho mình làm thôi. Nhá. Ở đây, ví dụ đầu tiên, <laughs> À, có thể cho phép tôi suy nghĩ một chút có được không ạ? một cách nói rất là lịch sự đúng không? Cái itadaku nó chính là cái dạng lịch sự hơn của cái gì đấy? Morau đúng không nào? Rồi, đến với nét nghĩa thứ hai là cái việc này nhỉ? Trong một cái câu mà người ta muốn thể hiện cái thái độ biết ơn đối với cái việc mà ai đó cho mình làm gì đấy thì mình cũng có thể sử dụng cái cách nói này. wa watashi o ni à, Bố mẹ thì đã cho tôi đi du học. Tức là trong cái câu này thì mặc dù không nói gì đến cái từ cảm ơn thế nhưng mà hàm ý trong đó cái sắc thái ở trong đó sẽ bao hàm cái nét cái 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 nghĩa là muốn cảm ơn đến bố mẹ mình vì đã cho mình đi du wow. học ok chưa nhỉ? Hay, rồi tiếp theo vẫn là dạng về sa se thể sai khiến đúng không? Về sa sete ok à là cứ để mặc để cho cái hành động gì đó duy trì thế nào đấy không thay đổi mình không tác động đến ví dụ như là khá non nhỉ, nhỉ? mông của Iwasete sai à hãy cứ để cho hãy cứ mặc cho đúng không hãy cứ mặc cho cô ấy làm sao đấy tùy ý phàn nàn đi đúng không có phàn nàn thoải mái đi kệ cô ấy nói đi không cần phải không cần phải bận tâm gì đâu hoặc là không cần phải à, ngăn cô ấy lại làm gì cả ý là như vậy nhá yeah. rồi tiếp theo một câu bị kỵ rất là quen thuộc đúng không Vệ được bể kỵ À, kết hợp của nó thì chỉ rất là đơn giản chỉ có về được bê tuy nhiên thì mọi người nhớ chú ý đối với động từ sư đự nhé sư đự có hai cách một là sư đự bê hoặc là sư bê đều ok và có một cái nét nghĩa như thứ hai đối với cái cách nói đó là bê KỲ đặt tả thì chúng ta cùng nhau nhìn này đầu tiên vê đự bê sẽ là cần nên phải làm gì đó đưa ra một lời khuyên đúng không rồi học sinh thì cần phải học hành chăm chỉ hơn nữa chưa? Rồi đối với cái Bekidata đặt thì nó sẽ mang cái sắc thái nghĩa đó là nuối tiếp về cái việc là lẽ ra lúc đó nên làm thế nào đấy Thế nhưng mà lại không làm Đúng không? Thì cái nét nghĩa này thì nó có thể bằng với cái bà vô cà tà mọi người ạ Chúng ta cùng nhìn ví dụ nhá Anata wa ni ayamaru beki datta Chúng ta có từ ayamaru ở đây là xin lỗi À lẽ ra đúng không? Cậu nên xin lỗi cô ấy Được chưa? Hey. Hay một câu số 65 rồi đúng không nào? Một câu tối ưu tốt tối bà túy tà ba cách nói này thì đối với cái nét nghĩa này thì ba cái này đều có thể thay thế cho nhau. Kết hợp của nó rất là đơn giản, chỉ có danh từ thôi đúng không? Một câu này là gì nhỉ? Nếu mà nói đến hay là nhắc đến một cái danh từ nào đó ở đằng trước thì mình sẽ nghĩ ngay ra hình dung ngay ra một cái điều gì đó rất là đặc trưng rất là nổi bật thuộc về cái danh từ đằng trước chúng ta nhìn ví dụ này nhìn hong no yama tôi Fuji -san đúng không? No tara, Fuji -san nếu mà nhắc đến núi của Nhật Bản Thì à, chúng ta sẽ nghĩ ngay ra Thì sẽ, nó sẽ là đúng không? Thì nó sẽ là núi Phú Sĩ Núi Phú Sĩ là một cái biểu tượng rất là đặc trưng của Nhật Bản rồi đúng không? Thế nên là nếu mà nhắc đến núi của Nhật Bản Thì nó sẽ là núi Phú Sĩ rồi Ok chưa? Mẫu câu số 66 Nhí canh tệ rồi kết hợp của nó chỉ có danh từ cộng với nhí tê nhá Nhí tê Liên quan đến một vấn đề gì đó Chúng ta cùng nhìn ví dụ này Kono monda ni -kan -shite, go iken ga arimasen ka À Liên quan hay là về cái vấn đề này đúng không? Thì mọi người có ý kiến gì không ạ? Hoặc là chúng ta có thể dịch xuôi hơn từ dưới lên Mọi người còn có ý kiến gì khác về vấn đề này không ạ? Ok chưa? Ây, một câu số 67 Yotoshiteru À, yo ở đây nó là cái gì? Cái yo ở đây nó là thể ý chí mọi người nhé Thể ý hướng ở N4 mọi người đã học rồi Về yo, đúng không? Yo hay là có một cách nói khác Một cái nét nghĩa khác là yo to này Thì chúng ta cùng nhau nhìn này Đầu tiên với về yo to shiteru, Thì nó sẽ mang nét nghĩa là cố gắng hay là định làm một cái gì đó Ngay tại, ngay gần cái thời điểm nói Hayaku neyo to shita kedo Kekkyoku tetsuya shita À, mình đã định là cố gắng ngủ sớm rồi đấy Thế nhưng mà sao đấy là sao? Kết cục, kết quả là lại thức thâu đêm Được chưa? Đối với Veyo to shinai Nó sẽ mang nét nghĩa là Chỉ trích ai đó Chỉ nói về hành động của người khác thôi mọi người nhé Chỉ trích ai đó không chịu làm một việc gì đấy Kare wa jibun no koto wa mo to Anh ấy thì chẳng chịu nói gì về bản thân mình cả được chưa? Không chịu nói gì về bản thân mình Không chịu tiết lộ điều gì, không chịu chia sẻ điều gì chẳng hạn Được chưa? Tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu số 68 Vê tả tô tạng Động từ sẽ chia răng dạng Vê tả quá khứ đúng không? Sau đó cộng với tô tạng Mẫu câu này sẽ mang đến nghĩa là Ngay sau khi Ngay sau khi cái hành động vê tả đằng trước nó xảy ra thì ngay lập tức gần như là đồng thời đằng sau sẽ có một điều gì đó nó xảy đến không sử dụng ý chí hay là dự định gì đó ở về sau mọi người nhé ví dụ này ngay sau khi mình uống rượu vào đúng không thì mặt ngày, à, mặt làm sao nhỉ ngay lập tức làm sao nó đỏ bừng lên được chưa hãy tiếp theo là 69 Na des so des trông có vẻ không ừ, thực ra cái mẫu câu này chính là cái dạng phủ định của cái mẫu câu so des ở n 4 ở n 4 chúng ta có dạng động từ bỏ mắt sự đi cộng với so là gì nhỉ trông có vẻ thì đây sẽ là trông có vẻ không thế nào đó thôi đúng không? Rồi chúng ta cùng nhau nhìn <laughs> Cái người đó thì có vẻ như là hay là trông có vẻ không phải là người Nhật nhỉ. Được chưa? Rồi rất là dễ rồi đúng không? Rồi tiếp theo là một câu số 70 nhá. だろうと思う。Ừ. <laughs> <laughs> một thì nó sẽ dịch là tôi nghĩ chắc là thế nào đó. Daro ở đây nó chính là dạng văn nói của đề sổ chắc là ở N4 đấy mọi người ạ thì ở đây là thêm tố ô mô vào thôi nhá chúng ta cùng nhìn ví dụ này khi tôi để xin đây được nó cái việc mà sống một mình ấy thì tôi nghĩ chắc ngà gió sẽ rất là cô đơn rất là buồn đấy tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu số 71 mươi một cô cả mẫu câu này thì nó hơi thiên về mẫu câu ngữ pháp của n hai một chút nhá Mẫu câu này nó sẽ sử dụng để thể hiện cảm xúc Biết bao nhiêu như thế nào Và thường có một chú ý nó sẽ đi với những cái nghi vấn tử như là Donna ni, dore kệ, vân vân nhá Rồi dịch là biết bao nhiêu như thế nào đều được này Chúng ta cùng nhìn ví dụ Hajimete no musuko ga umareta koto ka Rồi khi đúng không? Cái lúc mà à, sinh cậu con trai đầu lòng ấy thì cô ấy đã hạnh phúc biết nhường nào, hạnh phúc biết bao nhiêu Được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta đến với một mẫu câu nữa cũng thể hiện cảm xúc là cốt tổ nhị Chúng ta thấy ở cái cốt tổ cà vừa nãy mình có chú ý đó là Nó sẽ đi với một số nghi vấn từ Và ngoài ra nó để ở, nó sẽ là cái dạng kết câu để ở cuối câu nhé Còn cốt tổ nhị nó sẽ đặt ở giữa câu thật là thế nào đó Và thêm một vế nữa ở đằng sau Chúng ta cùng nhìn này 幸いなことに、やっと自分の好きな人と結婚できました。ああ、ただ、ハイフォー最後にまこいつ、みん、こて、い、るわ、みん、きっか。おけしよ。きまこそ、べいむりばーね。もこにしたがっにしって。 Shitagatte mọi người nhá Chúng ta có hai dạng kết hợp và tương ứng với mỗi dạng kết hợp nó sẽ có cái nét nghĩa khác nhau Mọi người cùng nhìn Ví được cộng với nhí shitagatte nó sẽ mang nghĩa là càng càng Ue ni noboru ni shitagatte kiri ga koku natte kuru Càng leo lên cao đúng không? Thì sương mù càng dày đặc hơn Càng trở nên dày đặc hơn Ok, càng càng Đối với cái cách kết hợp là danh từ cộng với nhí shitagatte thì nó sẽ mang nghĩa là theo làm theo cái đằng cái danh từ đằng trước ví dụ này joshi no ni hataraita rồi tôi đã làm đúng không làm việc bất chính theo mệnh lệnh của cấp trên đúng chưa rồi nhá một câu số 74 mươi bốn kara ni kakete nếu các bạn để ý thì có thể thấy là một số những cái mẫu câu phía dưới này thì À, nó hơi bị nhảy sang một chút so với so với N3 đó nó sẽ có một câu là liên quan đến N2 thì nó là một số những cái mẫu câu mà ngữ pháp thêm mà mình muốn bổ sung để các bạn có thể à, nâng cao hay là trong quá trình thi mà nó có gặp những cái mẫu câu này thì mọi người có thể ứng phó được rồi KARA ni KAKETE về kết hợp nó chỉ kết hợp với danh từ nhá danh từ một KARA danh từ hai ni KAKETE từ cho đến Danh từ sẽ là những cái danh từ chỉ thời gian hoặc là địa điểm này Từ cho đến này Ashita Tokyo kara Osaka ni kake Osaka ni kakete Oame ga furu so Rồi, ngày mai thì làm sao nhỉ? À, nghe nói là ngày mai thì sẽ có mưa lớn từ à, từ Tokyo cho đến Osaka Được chưa? Tiếp theo một câu số 75 Ni watate Ni watate là suốt, suốt một khoảng thời gian nào đó Hay là suốt một khoảng không gian nào đó Ví dụ này. Kai wa itsu itsuka kan ni okonawaremashita. Cái cuộc họp thì đã được diễn ra được tổ chức suốt 5 ngày liên tục trong 5 ngày. Được chưa? Tiếp theo là một câu số 76. Chúng ta thấy ở đây có tô gì tệ và omoto ni. Kết hợp của nó thì đều là danh từ thôi và hai mẫu câu này thì đều mang nghĩa là dựa trên cái gì đó. Dựa trên chúng ta cùng nhau nhìn ví dụ nhé. Lương của lương của công nhân viên chức thì sẽ được quyết định dựa trên hay là dựa theo pháp luật. Ok chưa? Rồi, đến mẫu câu số 77. Nomoto de, kết hợp của nó vẫn sẽ là danh từ. Sẽ là gì nhỉ? Dưới sự hướng dẫn, dưới sự chỉ đạo, dưới sự dạy dỗ, dưới sự ảnh hưởng của ai đó hay là cái gì đó. Chúng ta nhìn ví dụ này. 才能ある彼女にはいい指導者のもとで勉強させてあげたい Sai no aru kanojo là cô gái ấy một người mà có tài năng đúng không? Tôi thì muốn này, về tài. Tôi thì muốn cho đúng không? Muốn cho cô ấy một cái người có tài năng ấy được học hỏi dưới sự dạy dỗ hay là dưới sự lãnh đạo đúng không? Của một cái người à một cái người lãnh đạo tốt, một cái người chỉ đường tốt hay là một cái người thầy tốt chẳng hạn. Tiếp theo là mẫu câu số 78 Ô tô hoa dự Kết hợp của nó cũng sẽ là danh từ nha mọi người nhé Mẫu câu này sẽ dịch là bất kể Bất kể Và cái danh từ đi trước cái mẫu câu ô tô hoa dự này Nó sẽ thường là những cái danh Cái danh từ mà chỉ cái sự À Gọi là đối lập này Hoặc là cái sự lựa chọn Tức là cái cụm danh từ đó sẽ có nhiều sự lựa chọn ví dụ chẳng hạn như là danjo nam hay là nữ này hay nên nende là lứa tuổi tức là bất kể bao nhiêu tuổi đúng không hay là gì nhỏ biệt là giới tính à bất kể là giới tính nào chẳng hạn vân vân nhá yeah. chúng ta cùng nhìn ví dụ このスポーツクラブは年齢を問わず誰でも入れます câu lạc bộ thể thao này đúng không thì bất kể là bao nhiêu tuổi bất kể là ở lứa tuổi nào thì đều có thể tham gia, đều có thể vào được. Được chưa? Chúng ta cùng nhìn đến mẫu câu số 79. Chúng ta cùng nhìn nhí kakao ra dự và nhí mô cao ra dự. Cái phần này mọi người rất là dễ hay nhầm nhưng mình đã để tách ra nhá. Đầu tiên là nhí kakao nó sẽ có một nét nghĩa bằng với ố toa dự ở phía trên. Là bất kể, chúng ta cùng nhìn ví dụ của nó. Kokuseki ni kakawarazu ra dự, kange shimasu. À, tức là Bất kể là bạn là quốc tịch nào chăng nữa thì chúng tôi đều thăng kệ là chào đón đều hân nghênh. Còn ở nét nghĩa thứ hai thì có thể hiểu là à, nó sẽ hơi khác một chút so với cái ô tô dự kia đúng không? Chúng ta nhìn nhá. Kuru konai ka ni kakawarazu renraku kudasai. À bất kể là có đến hay không đúng không thì hãy cứ liên lạc cho tôi. Đúng không? Bất kể là đến hay không, có về hay là không về thì cứ liên lạc với tôi. Tiếp theo là mẫu câu số 80 nhí mốt kakaodarzure mọi người thấy ở đây nó sẽ hơi khác với mẫu câu ở phía bên trên một chút xíu ở trên là nhí dự còn ở dưới sẽ là nhí mốt nhá. nhí mốt dự mẫu câu này sẽ dịch với nét nghĩa là mặc dù chúng ta cùng nhìn ví dụ này đây là sen nhí mốt kakaodarzure基本的な感じがかけないものもいる được chưa à mặc dù là sinh viên sinh viên đại học thế nhưng mà cũng có những người này Mono đây là người đúng không? Cũng có những người không thể viết được những chữ hán cơ bản. Ok. Tiếp theo chúng ta nhìn xuống mẫu câu phía dưới luôn. Ở đây bị mất đánh số nhé. Thực ra nó sẽ là mẫu câu số 81 rồi mọi người ạ. Hay mẫu câu nhí sốt tệ. À, về kết hợp thì nó sẽ vẫn kết hợp chỉ với danh từ nhá Danh từ cộng với nhí sốt tệ. Mẫu câu này sẽ có hai nét nghĩa. Đầu tiên sẽ là gì đây? dọc theo hay là men theo Thường sẽ là dọc theo men theo suốt một cái con đường, một cái bờ sông nào đó Chúng ta cùng nhìn ví dụ này Kono À Dọc theo cái con sông này đúng không? Thì có rất là nhiều những cái loài hoa được trồng hoặc chúng ta dịch xuôi hơn là có rất là nhiều à, có rất là nhiều hoa đúng không được trồng dọc theo hay là men theo cái cái bờ sông này Ok chưa? Tiếp theo là nét nghĩa thứ hai Dựa theo hay là bám sát theo một cái kế hoạch, một cái sách hướng dẫn nào đó chẳng hạn Chúng ta cùng nhìn ví dụ này Okeakusama no ni sotte o heya o Đây một câu nào rất là lịch sự đúng không? Chúng tôi sẽ tìm kiếm này Tìm kiếm gì đấy? Phòng Theo cái nguyện vọng của quý khách, của quý khách hàng Ok chưa? Tiếp theo một câu số 81 nhé Nhi ô si te Nhi ô là Tùy theo hay là tương ứng, thích ứng, phù hợp với Vẫn là danh từ nhé Kết hợp của nó vẫn là danh từ Nhi ô si te Chúng ta cùng nhìn ví dụ này Kê kê nhi ô si tệ À cái việc Quyết định lương phù hợp Hay là tương ứng với cái kinh nghiệm Được chưa? Hãy phần Chúng ta cùng nhìn đến ba mẫu câu cuối cùng. Hay 82 chính là cái dạng à dùng khá là nhiều trong văn nói và có thể là cái mẫu câu này sẽ áp dụng rất là nhiều trong cái phần nghe của mọi người đó. Ti này, ký hiệu của thể thường của động từ, danh từ và tính từ cộng với ân đạt tệ hoặc là ức tệ. Một trong hai cái đều được nhé ân đạt tệ hoặc là ức tệ. Chúng ta cùng nhìn ví dụ. Mẫu câu này sẽ có thể hiểu là nghe nói là này, ai đã bảo là này, vân vân. Em là nhi nhi của các stand đặt tế À nghe bảo là cậu đỗ được hai rồi hả? Dạ, hoặc là Kare wa cậu ấy bảo là cậu ấy không biết Shiranai tế Cậu ấy bảo là cậu ấy không biết đâu Thế nhá Rồi Tiếp theo một câu Hanmen Hanmen Là trái lại đúng không? Đưa ra hai cái mặt hoàn toàn trái ngược của một vấn đề Kono kusuri wa yoku kiku hanmen cái loại thuốc này thì một mặt là gì nhỉ à có tác dụng rất là tốt rất là nhạy đúng không thế nhưng mà trái ngược lại là cái tác dụng phụ nó cũng rất là mạnh ok hai mặt của một vấn đề một cái loại thuốc đưa ra hai mặt một là tác dụng tốt hai là lại có tác dụng phụ tức là nó không tốt đúng không hay cuối cùng mỗi câu tokoro hay mỗi câu tokoro sẽ là gì nhỉ? suýt nữa thì nói về một cái hành động một cái điều gì đó xít nữa thì xảy ra đúng không? Anata de sự ta xít nữa thì cậu đã cậu đã có thể đỗ được rồi vậy mà vậy mà là sao? Trượt mất rồi đúng không? Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần tổng hợp những cái ngữ pháp N3 tiêu biểu ở đây Tổng hợp ở đây có 85 đúng không? Đây 84 nhưng mà vừa nãy có một cái ô nó bị trống ở đây á thì nó là 85 thực chất dạng không phải là 85 đâu mọi người ạ bởi vì là ở trong một số những cái ô thì mình có để hai mẫu câu ngữ pháp liền nhau đúng không hay và rất là mong là cái phần tổng hợp ngữ pháp này có thể giúp ích được phần nào cho những bạn sắp thi ở kỳ thi tháng 7 này và cũng có thể giúp được những bạn mà chuẩn bị cho kỳ thi à, những kỳ thi tiếp về sau này bye bye